Các bạn thân mến, trong quá trình sử dụng Office từ phiên bản 2007 trở đi, bao gồm có Word, Excel và PowerPoint, chúng ta thường gặp phải lỗi đó là thanh công cụ, tức là thanh menu của chúng ta tự nhiên bị ẩn mất. Khi chúng ta kích vào một cái thẻ nào đó thì cái thanh công cụ sẽ hiện. Tuy nhiên khi kích vào cái vùng trắng thì thanh công cụ sẽ mất. Ví dụ ở đây ta sử dụng trên Excel đang bị ẩn mất thanh công cụ. Đây, ta kích vào và ỏ ra thì nó ẩn mất. Bây giờ để hiển thị lại cố định thanh công cụ thì ta làm như sau, ta kích vào một cái thẻ nào đó, ví dụ thẻ Home chẳng hạn. Sau đó ta kích chuột phải. Và chúng ta bỏ chọn dấu tích trước Minimizer Ribbon đây, chúng ta tích vào thì nó sẽ bỏ chọn. Và khi đó thanh công cụ chúng ta sẽ cố định. Bây giờ để ẩn đi thì chúng ta làm ngược lại, ta kích chuột phải và chúng ta chọn Minimizer Ribbon. Đây. Đó là trên Excel. Còn trên Word và PowerPoint cũng tương tự các bạn. Ví dụ trên Word đây chẳng hạn, ta kích vào một thẻ bất kỳ và chúng ta bỏ chọn Minimize Ripple. Đây. Tương tự như vậy đối với PowerPoint. Để ẩn thanh công cụ trên PowerPoint thì ta cũng làm như vậy. Và hiện hiển thị lại thì ta cũng kích vào một thẻ bất kỳ và kích chuột phải và chọn Minimize Ripple. Thì đó là cách hiện thanh công cụ trong Word, Excel và PowerPoint. Đề nghị các bạn kích nút đăng ký dưới video này để theo dõi và đón xem các video hướng dẫn mới nhất từ Đức Huy Lê Channel. Xin chân thành cảm ơn.